Ăn cá trường ăn cá chết có được không? Thời xưa Đức Phật Thích Ca ở thành gì ta kêu là Atu Bồ Lô vậy đó, ngồi dưới cội Bồ Đề một đêm nằm mơ thấy cái đầu ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, cái chân nằm tuốt ở dưới Nam Cực, hai tay giang hết cả biển Đông biển Tây, bụng mọc lên một đống bông sen. Sáng Đức Phật mở ra thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và là đến lậu tạng thông, có sáu thần thông trong một đêm trong con người của mình. Nếu mình tu tập mình sẽ có cái đó, cái là cái mà thiên năm thông đó, Đức Phật có thể nhìn thấy những cái kiếp mà mấy nghìn năm về sau. Mà trước khi Đức Phật mà enlightenment, nó gọi là enlightenment á, cái đầu của mình khi mình ngồi thiền như nè, đến lúc mà nó sáng rực lên á là mình trở về cái bản tánh của mình á, là mình biết được hết. Thì Đức Phật nhìn thấy tất cả từ cây cối, con thú nhỏ, con thú lớn, con thú bự, rồi tới đủ loại người hết. Cái là những tiền kiếp của Đức Phật là vậy. Thì nhớ ngược lại hết. Thì sau khi đã thành đạo nhờ có gì Atu và Đa, cái cô gái mà cho ở bên sữa đó uống, thì Đức Phật là uống sữa. Chứ hồi xưa người ta cứ nghĩ tu là phải nhịn ăn không, quỷ sát đồ này nọ mới thành mới mới đạt được cái đó, nhưng không phải. Đức Phật mới nói là mình phải có cái xác, phải có cái sức khỏe thì mình mới tu được. Thì mình nói dễ hiểu chỗ này đi, là có thực mới dựng được đạo, phải không? Kiệt no bụng á, kiệt mới ngồi để nói chuyện được quý vị, đúng không? Đại khái vậy đó. Thì đó là thời đó, thời Đức Phật. Nhưng thời xưa lúc mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đâu có nói chuyện mặn chay mặn, đi cầm cái bình khắc thực đi tới đâu á, người ta cho gì thì ăn cái đó. Chứ đâu phải là như đến lúc mà khi mà tăng đoàn lên tới ngàn người đó, rồi tới Đề Bà Đạt Đa đó, ổng mới ngồi ổng suy nghĩ để mà ổng biết cái chức vị của Đức Phật là giáo chủ á. Thì ổng mới nghĩ, ô Đức Phật tu dở, còn ăn mặn, còn ăn đồ, tức là mình không có tạo nghiệp, nhưng mà ai cho dạng đó, tức là cá chết, nãy câu của cái anh Hoàng hỏi á, cũng ăn luôn. Nhưng mà Đức Phật nói mình ăn con nào mình độ con đó, và đồng thời á là mình tạo cái sự cúng dường cho Phật tử để họ có phước. Rồi Đề Bà Đạt Đa đó mới kéo 500 người đi vô rừng ngồi trong đó. Ổng nói Đức Phật còn ăn mặn là dở, ổng là ăn chay ăn rau thôi, cho nên ổng tu giỏi thì ổng kéo phe, nhưng mà cái tâm ổng vẫn còn ác, ổng cứ hại Phật tối ngày. Ổng kéo luôn ông vua vua gì ta, vua A Dục hả, giết cha của mình chiếm ngôi luôn. Rồi ổng còn canh Phật đi ngang cái đường hẻm đó, xô đá để cho Phật chảy máu. Đến khi ngày ông chết, ông bị đọa địa ngục á, là ăn chay á, như thần tú thời nay ăn chay vậy đó. Đó thì trả lời câu đó nó nhiều lắm, mà nói cái này hồi kiệt giảng hồi hành ra cũng 10 tiếng chưa hết. Thì mình đại khái mình nói tóm lại là thời Đức Phật không có rõ là mình ăn chay ăn mặn, nhưng kiệt chỉ biết được cách đây năm 2008 kiệt có đi qua Dhurmsara là gặp ngài Đạt Lai Đạt Ma. Thời đó ngài cũng ăn mặn, nhưng mà đến lúc mà ngài khuyên tất cả những vị Rinpoche là những vị cao tăng mà có thần thông á, nên về già á, là cũng phải ăn chay để cho con người của mình nó nhẹ nhàng, để khi mình đi ma quỷ á, là nó bắt buộc nó phải ăn chay, tại vì nó tu những cái bùa phép là nó phải ăn chay. Còn bên đạo Phật mình chánh nghĩa, mục đích mình tu là để mình giữ cái lòng từ bi. Còn tu mà tu thần thông á, là người ta cần ăn chay đó, thì mình cũng phải coi cái chữ ăn chay ăn mặn. Nó tóm lại đức thầy á, là sư phụ Kiệt cách đây năm ngoái, sư phụ có khuyên là con lên trên này nè, lên mạng nè, khuyên người ta ăn chay là vì thời nay á,
Tất cả những con cá, con này con kia nó nuôi bằng chất hóa học và sông ngòi đều bị ô nhiễm, làm cho người ta giảm tuổi thọ. Cho nên mình bây giờ phải ăn rau ăn cải, mà ăn rau ăn cải nó xịt thuốc không đúng mà.